Hello, chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và ngày hôm nay thì Huy sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị hai sản phẩm, một chiếc xe Fortuner máy xăng 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, và một chiếc xe Fortuner máy dầu số tự động cũng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo luôn anh chị. Chiếc máy dầu số tự động là 2018 nha, 2018. Anh chị nào mà mua về chạy cho gia đình đó thì anh chị chọn Fortuner máy xăng, và anh chị nào mua xe về nhà dịch vụ á thì anh chị có thể chọn chiếc xe máy dầu số tự động 2018. Thì đây là chiếc xe 2019 màu bạc các anh chị. Xe hiện tại thì với chiếc xe này mới đi được có 45.000 cây này các anh chị. Đấy, 45.000 cây thôi. Thì Huy sẽ giới thiệu sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm. Ở trên kênh Xe Cũ Miền Nam của Huy thì Huy có quay chi tiết cực kỳ kỹ rồi về cái sản phẩm này. Thì đây là một chiếc xe gia đình đi cá nhân đứng tên, một đời chủ từ đầu và được bảo trì bảo dưỡng hãng khá là kỹ luôn ha, cho nên là anh chị có thể vào và xem chi tiết về sản phẩm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát xe thì nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo này các anh chị. Đây, nhập khẩu Indo, xuất xứ Indo ha, sản xuất 2019, màu bạc. Thì xe Fortuner số tự động, máy xăng đây các anh chị. Đây, anh chị nhìn cần số máy chủ xe kỹ lắm bao lại luôn như vậy nè anh chị. Ok rồi, đây vị trí để ly nước này. Hộp số thì có chế độ Eco, chế độ Power các anh chị. Xe thì trang bị hộp số tự động 6 cấp nha. Đấy, và những cái tính năng như là cân bằng điện tử của xe có hết rồi luôn rồi. Hệ thống điều hòa thì xe trang bị hệ thống điều hòa tự động các chị, auto này, tự động này ha, có hai dàn trước và sau. Và chủ xe có trang bị một cái đầu Android luôn các chị. Đó, đầu Android này có tính năng dẫn đường luôn nha. Rồi đây, cần số này, cái này vô lăng ốp gỗ bọc da này, có những cái phím điều chỉnh âm lượng này, đàm thoại đánh tay và điều khiển giọng nói. Đèn thì có tính năng auto này, tự động bật tắt nha anh chị. Vào trời tối thì đèn tự sáng này, khá là ok. Có công tắc cruise control này, chạy tự động, ga tự động các anh chị, không cần đạp ga. Ok rồi, khởi động bấm start up. Đấy, công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa nha. Ghế chỉnh điện này, xe bãi túi khí. Đó, những cây biến chống trầy như thế này chủ xe trang bị. Thì về chất lượng thì xe này khá là ổn về chất lượng đó anh chị, được bảo dưỡng kỹ, và giá thì cũng khá là ổn luôn. Thực sự xe này Fortuner máy xăng một cầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, giá chỉ có 855 triệu thôi. Đấy, giá cực tốt luôn anh chị, đèn luôn sáng trưng luôn. Thì anh chị mua những chiếc xe này về, mình chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ vấn đề gì cả. Toyota Thăng Cảng Minh Huy đã tiến hành bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra 176 hạng mục rồi, làm maru, làm đẹp hết rồi. Đấy, anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Còn xe thì gầm bệ mọi thứ là ổn hết các anh chị. Đấy, bảo dưỡng kỹ cực kỳ luôn. Thì Huy cũng thông tin chia sẻ gửi đến quý anh chị về sản phẩm nha. Đó, để anh chị mình cân đối về tài chính. Thì với chiếc xe này thì anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng 360 là anh chị có thể mua được rồi. Phần còn lại thì bên phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị mình vay nha. Đấy, thì Huy cũng thông tin sơ để cho quý anh chị mình nắm. Rồi, sau đây thì Huy cùng với quý anh chị mình đi xem chiếc xe Fortuner máy dầu số tự động mới vừa về tại Toyota Thăng Cảng Minh Huy 2018 nhập Indo nha anh chị nha. Huy mời quý anh chị ạ. Xe đang ở trên lầu 3 các chị. Huy mời quý cô chú anh chị cùng Huy ạ đi lên lầu 3 xem ạ. Đây các chị, đây là lầu 3, lầu mà bên Huy đậu những cái xe mà khách hàng đã đặt cọc và cũng như là đi rút hồ sơ các anh chị. Thì chiếc xe này ngày mai xuống dưới kiến tường Long An để đăng ký ra biển số, Fortuner máy dầu số sàn 2017 các anh chị. Bên Huy cũng mới vừa về một chiếc xe màu bạc như thế này, 2017 số sàn luôn các anh chị. Thì chiếc xe đó thì bên Huy đang niêm yết giá là 745. Và chiếc đây, chiếc Fortuner máy dầu số tự động nhập Indo 2018 đây các anh chị. Đây, mới vừa về luôn. Chủ xe cũng trang bị phụ kiện cũng nhiều anh chị. Trang bị dán phim này, rồi che mưa, nẹp chân kính, chén cửa, mặt chrome. Đấy, wow, đây các anh chị. Bật bước chân. Đó, thiết kế cái này cũng đẹp ha, khá đẹp. Rồi đấy, nẹp cửa nữa các anh chị, mặt chrome. Wow, đây là gì nè. Ồ, ốp body kit phía trước nữa. Ok, mấy cái này thì chắc có lẽ là bên kỹ thuật có thể là tháo ra, bỏ luôn hả anh chị.
Đấy, xe cũng còn khá là mới. Này biển thành phố nha. Đấy, anh chị nào hộ khẩu thành phố sẽ đỡ tốn 20 triệu phần phí biển số. Còn về chắc xe ngoài thất cũng khá là ổn đó chị ha. Khá là ổn này. Vỏ, đây, vỏ cũng còn dài. Vỏ này thì còn dài. Vỏ piston. Ok. Thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm ha. Quý anh chị mình nắm. Mới vừa về thôi. Ghế chỉnh điện. Xe cũng được trang bị 7 túi khí nha các anh chị. 7 túi khí. Đây cần số này. Hơi tối một tí xíu các anh chị. Hơi tối tí xíu. Thì về cái phần lại chỉ số trên vô lăng này. Rồi công tơ mét của xe là 79.831 cây số nha. Đây. Có chìa khóa này. Ok, số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo 2018. Hiện tại thì bên Huy đang niêm yết giá cho chiếc xe này là 830 triệu. Ok, bằng sao rồi còn khá là chất lượng. Và máy dầu của anh chị, cho nên là rất tiết kiệm. Chỉ có 6.57 lít trên 100 cây số khi mà chạy đường trường nha anh chị, chạy đường trường. Ok, thì mới vừa về thôi, thì Huy cũng thông tin quý anh chị nào mà quan tâm đến một chiếc xe máy dầu số tự động nhập Indo thì anh chị có thể cân đối để mình lái chiếc xe này. Anh chị chạy chủ cũng được, gia đình cũng được nha. Còn mà anh chị nào mà mua về chạy gia đình á thì anh chị lái chiếc xe 2019 máy xăng đó chị, chạy cũng cực kỳ sướng luôn. Chiếc đó thì mới có 45.000 cây thôi. Và về chất lượng thì chất lượng của chiếc đó khá là ok luôn. Cả hai sản phẩm thì đều được Toyota Tân Cảng Minh Huy kiểm tra kỹ lưỡng, cam kết về chất lượng, xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản và có chính sách bảo hành về động cơ hộp số 1 năm 20.000 cây số nha anh chị nha. Cho nên hoàn toàn yên tâm. Ok các anh chị, và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới về tại Toyota Tân Cảng. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.